đêm nay ai cũng cho em là sinh nhật này. Minh Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Trà My PD Show ngày hôm nay. Chào chị Trà My. Chào chị Vân Anh. Trà My xin gửi lời chào quý khán giả của đài VNTV đến với chương trình Trà My Beauty Show trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những chương trình vừa qua, chị Trà My đã hướng dẫn cho chúng ta cách làm sao để chải những cái kiểu tóc thật là sang trọng để chúng ta không có phải tốn tiền đi những cái bữa tiệc. Thì thường thường Trà My, chúng ta có rất là nhiều cách để mà chăm sóc những làn da, tại vì làn da thì có rất là nhiều loại. Như vậy thì mới mấy tóc của chúng ta, tại vì cái răng cắt tóc là gốc con người thôi. Đúng vậy. Trà My có cái cách nào để mà hướng dẫn quý vị khán giả làm sao để chăm sóc mái tóc của chúng mình? Tại vì nhiều người, mỗi người có một cái loại tóc khác nhau. Yeah. Tóc dầu, tóc khô, tóc tóc gãy, thì Trà My có thể chia sẻ điều này. Dạ. Cái kiến thức về cái mái tóc cũng rất là quan trọng. Ngoài cái việc chăm sóc da, làm cho da mình sạch sẽ và không có mụn nè, không có bị nhăn nè, không có bị nám nè, thì cái việc chăm sóc tóc cũng không thiếu gì quan trọng. Yeah. Chị Vân Anh thấy đi ra đường ai cũng muốn có mái tóc đẹp, nhưng chị biết có một cái mái tóc mà đẹp á, chưa hẳn là mái tóc như giống như nó tự nhiên. Đúng, nó mọc rồi. Tự nhiên, cái mái tóc tự nhiên chưa hẳn là nó đẹp. Tại chị biết khi mà cái mái tóc mình bình thường, mình sinh ra cái mái tóc mình nó mọc ra dài, nhưng mà qua cái thời gian mình ra ngoài nắng gió, đúng, hoặc là nó cũng sẽ làm cho mình bị tóc mình bị cháy. Đặc biệt là nắng, ra cái khí hậu khô, tóc khí hậu lạnh quá, tóc nó cũng bị chẻ, mà cái thời tiết cũng làm ảnh hưởng tới tóc. Và đặc biệt là khi mình đi ra biển hay là mình đi ra nắng nhiều quá thì nó tóc mình cũng sẽ làm bị khô cháy và nó đổi màu. Chứ tóc mình đâu phải là đen nhánh đâu chị. Mà một cái mái tóc đen nhánh là đa số là mấy cô đều có nhuộm nào. Chứ đâu phải là mình tự nhiên mái tóc mình đẹp tự nhiên không. Khi chị thấy ra một cái ngoài đường, nhiều lúc mình thấy một cái cô có mái tóc dài đen thật là đẹp, nhưng mà giống như là đồ giả vậy đó. Có nghĩa là mình đã có một cái lớp màu phủ lên. Vậy thì để chăm sóc một cái mái tóc, giữa một cái mái tóc tự nhiên và cái mái tóc mà có màu như thế nào, có khó hay không, thì mình nghĩ là cũng rất là đơn giản, không có gì khó. Nhưng quan trọng là mình phải có một sự hiểu biết là mình chăm sóc cho nó đúng. Ví dụ như chị thấy là khi mình gội đầu, thì trên cái chai xà bông gội đầu đó thì nó cũng có là cho tóc dầu hay là cho tóc khô, hoặc là cho trên cái xà bông gội đầu nó cho tóc có màu hay là cho tóc không có màu. Nếu mà chị tóc mà có màu mà chị bỏ cái xà bông gội đầu bình thường vô thì sao? Màu nó sẽ đi ra lẹ hơn. Thì 2-3 tuần mình nhuộm lần, thì bây giờ mình nhuộm nhanh hơn chút xíu. Có nghĩa là mình gội dầu không có cái chất mà nó giữ cái màu trong tóc, thì mình phải gội. Có nghĩa là thứ nhất màu nó mau ra, tại vì chính cái chất dầu, chính cái chất dầu gội đầu đó là nó có nhiều cái chất kèm, có những chất xà bông, nó lấy đi màu ra nhanh hơn. Như vậy thì chị Trà My, với những người mà cái tóc của họ nó mỏng quá đó. Dạ. Khi có những người tóc rất là mảnh cho nên nhìn thấy ít lắm, thì chị có cách nào để giúp cho cái mái tóc của những người đó nhìn nó vẫn bồng bềnh không chị? Nếu mà mái tóc mà mỏng quá, nó mịn quá đó, thì thứ nhất là mình làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, mình phải nâng niu nó chút xíu. Ví dụ mình gội đầu cũng nhẹ nhàng, đừng có giống như mình đó dằn nó, mình kéo nó tóc nhiều quá. Nhưng mà để cho nó có một cái độ dày đó thì mình nên uống. Có nghĩa, nhưng mà uống thì tùy theo để mình uống. Tại vì có những người, vị khán giả là rất là sợ cuốn tóc, có nghĩa là cuốn tóc sợ già. Nhưng mà tùy theo cái kiểu uống, có thể mình có uống cái lọn nó lớn thì mình rất là tạo cái độ bồng cho mình thôi, chứ không phải là uống quăng tí. Cho nên mình uống thì tùy theo, mình nói với cái người thợ uống tóc á, là mình uống làm sao nhưng mà để tôi chỉ muốn cái độ bồng nó thôi, chứ tôi không có muốn là uống quăng. Thì nó vẫn sẽ tạo cho một cái độ bồng rất là đẹp. Còn với những người highlight thì sao chị? Trừ khi Vân Anh thấy cái mái tóc mà nhiều khi thấy cũng tội nghiệp cho cái tóc lắm. Tại thường thường highlight đó làm cho cái tóc của mình bị cháy lắm. Dạ đúng rồi. Chị Vân Anh biết không, cái màu tóc nó rất là quan trọng. Tại vì mình thấy đó, có những người chị, có những chị cái màu tóc nó phải theo cái skin tone của mình. Có nghĩa là cái màu da. Mà da mình là da Asian, mà mình chơi cái màu blonde lên, màu highlight lên, màu vàng lên thì nó cũng hơi bị chỏi. Cho nên chị hay quá, chị biết nhiều quá. Cái này có đi học trường thẩm mỹ cho mấy hay không vậy đó, bị chỏi. Dạ, cho nên những cái gam màu á, những cái gam màu mà tốt á cho cái người Asian của mình á, thì mới thấy là những thường những cái màu nó neutral, có nghĩa là màu nâu, màu brown hơi chút xíu, hoặc là màu ánh đỏ, hoặc là những cái màu ánh tím, những cái màu neutral nó khoảng từ 5 cho tới 6. Tại vì trong cái ngành tóc nó có một cái bảng màu đi từ 1 cho tới 10, thì thường là từ 1 cho tới số 6 số 7. 1, 2, 3 là dành cho những cái tóc rất là đen, và 4, 5, 6 là những cái tóc là màu brown, màu nâu, những cái màu neutral, hoặc là những cái màu mà đỏ, những cái màu mà tím, hoặc là những màu xanh hơi lực lợt. Và từ màu 7, số 7 cho tới số 10 là những cái màu blonde, màu platinum, những cái màu bạch kim.
Đó, thì thường những cái skin tone nó đi chung với cái skin tone, tùy với cái skin tone của mỗi người, có nghĩa là cái màu sắc da của mình mà mình chọn cái màu sắc cho phù hợp. Ví dụ như mình highlight, mà nếu mà Asian của mình thì mới biết là chắc chắn lên những cái màu brown hơi nâu lật lật hay nâu đậm đậm chút xíu thì nó rất là đẹp. Hoặc là có những cô để những cái highlight màu đỏ hoặc là màu tím thì cũng rất là tự nhiên và rất là dễ thương, nó nổi bật cái khuôn mặt của mình lên. Nhưng mà nếu mà mình đỏ lên, bỏ lên một cái màu giống như màu màu vàng kim hoặc là cái màu blonde nó sáng quá thì tự nhiên nó phản lại cái sắc, cái da của mình, nó không có nhìn không có tự nhiên chút xíu nào. Chà My, như vậy thì với những cái mái tóc mà vì highlight nhiều đã bị cháy bị khô rồi thì làm sao để mà hồi phục trở lại? Thì My thấy là có nhiều cái trường hợp khi mà đã lỡ highlight lên không hợp rồi, bây giờ muốn làm sao, giờ vô trường nói bây giờ cái cô thì cũng My cũng dạy học trò về cái cách chăm sóc tóc á, thì My cổ nói bây giờ nếu mà lỡ như vậy thôi thì giờ chỉ có một cách là mình đưa về cái màu cũ, có nghĩa là mình dùng cái màu đen mình cover nó lại, mình che nó lại thì cái móc đó, cái tóc của mình nó sẽ hao tiền, nhìn nó giống như bình thường, cái tóc nó rất là tự nhiên, nó vẫn đẹp bình thường, chứ không nhất thiết là mình phải cắt nó đi. Nó hay một cái là gì, một mấy cái mái tóc đẹp hay không là mình phải dùng những cái chemical, những cái hóa chất phủ lên, cho nên ra đường nhiều lúc cũng lầm lắm, thấy cô mái tóc rất là dài ống ả mà đẹp mà đen nhánh, mình cứ tưởng tóc chắc tự nhiên vào xài dầu chùm kết rồi nhiều quá, không phải, mà cái đó là do phủ một cái lớp màu rất là đẹp. Nhưng đôi lúc mình đi ra đường gặp một cái cô là tóc xong mà nó cháy đen, mà nó bị chẻ tóc á chị, tóc mày chẻ ra rồi tóc nó không có màu, không có đồng đều, ở trên thì nâu, ở dưới thì lợt, rồi màu đậm màu đen, nó không đều. Nhưng cái đó là những cái tóc tự nhiên, cũng có thể là tóc tự nhiên nhưng mà do là ánh nắng, ảnh hưởng của ánh nắng, hoặc là mình dùng xà bông nhiều quá thì cái tóc nó cũng bị hư tóc, nó cũng bị khô tóc, cũng bị hư tóc. Thưa quý vị, bên anh cũng được biết đó, chị Trà My, những cái người chuyên viên về làm tóc đó, nhiều khi họ cũng cho mình một cái lời khuyên, thí dụ như là tóc mình uốn nhiều á, thì lâu lâu cũng nên đến để họ có những cái treatment, họ bỏ những cái thuốc hấp dầu. Thì chị nghĩ là cái, thế bên anh nghĩ cái đó cũng là chemical thì chị nghĩ là như thế nào chị? Nếu mà một cái mái tóc mà đã uốn rồi á, thì thỉnh thoảng thì mình cũng đi có hấp dầu cho tóc, nhưng mà cái hấp dầu đó thì nó lại không phải là một cái chemical, mà nó là một cái conditioner, nó chỉ làm cho ống mượt cái tóc, nó nuôi dưỡng cái tóc cho nó mạnh hơn, nó không phải là một cái lợi chất kèm hay chất alkali mà đi lấy những cái chemical đó uống ra. Cho nên một cái mái tóc mà đẹp thì bắt đầu mình phải biết cách chăm sóc, có nghĩa là mình gội đầu sạch sẽ là đương nhiên rồi, nhưng mà lâu lâu mình phải hấp dầu. Mình phải đi hấp dầu, người ta bỏ những cái chất conditioner, những cái chất dưỡng vào trong da, bắt đầu bỏ trong cái máy hấp thì khoảng chừng 5-10 phút. Thì cái cách đó nó cũng rất là dễ, mình có thể làm ở nhà. Nếu mà có một cái dịp nào đó, mình cũng sẽ chỉ cái cách hấp dầu cái mái tóc ở trên cái show Trà My Beauty Show. Để mình có thể tự làm ở nhà. Dạ, tự làm ở nhà. Mọi thứ đều có thể tự làm ở nhà. Đôi lúc ở Mỹ người ta đòi hỏi một cái license phải thợ làm, nhưng mà thực ra thợ làm dành cho những người giống như ở không quá, không có gì làm, thì cho nên mình phải đi ra tiệm. Thực sự nếu mà mình hiểu, mình biết cách làm thì mình mới có thể tự làm ở nhà. Trà My, bên anh được biết là chị em phụ nữ chúng ta thì thường thường đến tuổi 40 là bắt đầu phải dựa vào những cái thuốc nhuộm tóc rồi. Dạ đúng thì, rồi. Trà My nghĩ là mà ở ngày hôm nay thì trên thị trường có rất là nhiều những loại thuốc nhuộm tóc. Dạ. Mà mình biết là xài không tốt rồi nhưng mà mình phải xài. Dạ. Thì chị nghĩ sao về cái thuốc nhuộm tóc này? Dạ. Thực sự cái thuốc nhuộm tóc nó rất nhiều, cũng như mỹ phẩm của skincare cũng vậy, có rất là nhiều cái loại nhuộm tóc, nhưng làm sao mà mình chọn một cái cho nó phù hợp với mình. Nhưng đặc biệt chị biết nếu cái thuốc nhuộm tóc á mà mình xài không đúng thì có thể cái da đầu mình bị lở loét, hoặc là tóc mình sẽ rụng đi, hoặc là tóc mình sẽ bị giống như bị khô, bị gãy. Đó là nếu mình xài cái loại không đúng, mà không những cái màu không đúng mà nó lên cái đầu mình nó lốm đốm, có nghĩa là không đều màu. Thay vì mình muốn màu đỏ mà nó lên không ra màu đỏ, mà nó vừa đỏ vừa cam vừa tím vừa vàng, có nghĩa là rainbow đủ thứ color trên một cái mái tóc của mình, cho nên rất là nguy hiểm. Thì khi mà làm màu tóc á, nếu mà người nào ví dụ như chỉ có tóc bạc mà muốn nhuộm cho màu tóc màu đen thì đơn giản mình có thể sử dụng làm ở nhà. Nhưng nếu mà mình muốn highlight làm cho nó đều nó đẹp thì chị biết là gương mặt mình có thể nhìn trước kính được, nhưng cái mái tóc mình đâu có thể nhìn được phía sau. Cho nên khi mà muốn làm màu thì đặc biệt là phải đi ra tiệm. Nhưng nếu mà muốn tiết kiệm tiền á thì quý vị cứ tới trường thẩm mỹ Trà My thì bắt đầu bảo đảm vừa có một mái tóc đẹp rẻ tiền. Trường thẩm mỹ Trà My của chúng ta cũng có cái dịch vụ nhuộm tóc. Đúng rồi. Với một cái giá cả rất là phải chăng. Và thưa quý vị, thì Vân Anh cũng biết là nhiều nhiều quý vị khán giả trong đó cũng có Vân Anh nữa nghĩ thôi cái đó là trường. Thì cô Trà My cứ để cho học trò thực tập, cho nên nhiều khi mình cũng không có yên tâm. Trà My. Không phải chị ơi, không phải là học trò, những cái học trò vô trường My mà trước khi muốn ra làm cho tóc là phải có đủ một cái số giờ là 300 giờ và phải vượt qua một cái kỳ thi. Có nghĩa là khi mà đủ 300 giờ rồi thì sẽ làm cái việc kiểm tra test trước, kiểm tra khả năng có thể làm trên tóc thiệt hay không. Lúc đó mới cho ra sân. Có nghĩa là ra sân, bắt đầu ra sân đá bóng, có nghĩa là huấn luyện trước khi cho ra sân. Và cái đội ngũ giáo viên thì lúc nào cũng có hai loại, một cái loại là chuyên môn, một cái như một cái
cái nhóm là chuyên môn chỉ luyện cho những người mới bắt đầu là trên cái đầu giả, và một cái nhóm chuyên môn luyện cho những học viên làm trên khách. Có nghĩa nếu học viên có những cái mistake gì thì họ sẵn sàng họ sửa, chỉnh sửa cho tới khi khách hài lòng. Vâng, cho nên quý vị yên tâm là quý vị cũng có thể đến trường thẩm mỹ Trà My để mà có một cái mái tóc thật là đẹp để chào đón Chúa Xuân, mà quý vị không có lo là các cô học trò có thể lỡ tay. Trước khi chúng ta chia tay, quý vị khán giả ngày hôm nay, chị Trà My có cái gì bổ túc cho cái phần chăm sóc mái tóc của chúng ta ngày hôm nay không chị? Dạ, My nghĩ là một mái tóc đẹp đó, trước nhất là quý vị phải cắt tóc thường xuyên, có nghĩa là mỗi 3-4 tuần phải cắt tóc. Quý vị nói ôi tôi thích để mái tóc dài, tôi không muốn cắt tóc đâu. Em cũng vậy nè, tôi thích để tóc dài, tôi không muốn cắt tóc ngắn, tại muốn dài lúc sau nó cũng, dù sao nó cũng quyến rũ, nó đẹp, nó quý phái hơn, không muốn tóc ngắn. Nhưng tóc mình phải cắt, tại chị biết tại sao không? Tại những cái tóc khi tóc mới nó ra thì những cái end tóc nó sẽ bị hư. Những cái tóc trẻ mình phải cắt những cái tóc trẻ đi thì nó mới kích thích làm cho tóc nó mọc nhanh. Còn nếu mà mình không cắt tóc á là tự nhiên cái tóc mình nó cứ vậy hoài, nó không rụng. Giống như cái cây mà chị cắt tỉa lá những cái khô héo đi thì nó giống như nó kích thích nó mọc nhanh hơn. Và cái mái tóc mình cũng vậy. Tại sao mỗi bữa sáng mình chải đầu là đều phải rụng tóc, mà rụng tóc ít nhất phải 80 sợi một ngày. Có nghĩa là rụng tóc có những người nhiều hơn cái số lượng tóc đó. Cho nên mình phải lâu lâu mỗi từ 2 tới 3 tuần mình phải đi ra tiệm cắt tỉa. Ví dụ như mình không muốn cắt nhiều quá thì mình nói ồ tỉa chút xíu, 1-2 inch thôi. Ví dụ mình cũng có thể làm ở nhà. Ví dụ có cây kéo, cắt nha. Một tháng chúng ta phải đi cắt tóc một lần. 3 tuần. 3 tuần. Dạ. Mà tệ lắm, kéo dài là lắm là cũng 1 tháng. Một tháng, dạ đúng rồi. Là ráng đi cắt tóc để mà, chị em biết không, nhiều khi cũng bận rộn. Dạ đúng rồi. Để mái tóc là nhiều. Lâu thật là lâu mình mới cắt, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cần phải có một sự thường xuyên cho mình. Dạ đúng rồi, sắm một cây kéo. Một cái kéo rất là đơn giản, khoảng 20-30 đồng, lâu lâu kéo tóc ra phía trước, tự mình tỉa, tự mình cắt cái end và cái split end đó chị. Mình tỉa tóc là làm cho cái tóc nó kích thích, nó khỏe hơn, nó mạnh hơn, để nó ví dụ như mình tỉa những cái tóc khô gãy đi rồi thì những cái chemical mình gội đầu làm cho tóc nó sạch thì nó mới khỏe được, và nó mới kích thích cái da đầu mình mọc nó nhanh hơn. Cảm ơn chị Trà My rất là nhiều với những cái thông tin thật là bổ ích cho quý vị, đặc biệt là chị em bạn gái chúng ta, để chúng ta mãi mãi có một làn tóc thật là ống ả, kéo dài mãi tuổi thanh xuân của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Trà My Beauty Show ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Trà My mến chào quý khán giả của đài VNTV. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc bên gia đình và người thân của mình. Xin hẹn lại vào kỳ tới.